Xin kính chào bạn vị. Hôm trước thì có một cái bài post và mọi người đang có hỏi về vấn đề là so sánh Galaxy A51 với những máy nào. Thật ra với Android, A51 có khá nhiều đối thủ. Mi 9T này, rồi mấy con tầm trung đến từ kể cả Oppo, rồi có cả Realme v.v. Thế nhưng mà mọi người vẫn cứ kêu so sánh với iPhone 8. Và mình nghĩ rằng các bạn đừng có mà đi so sánh cái A51 với iPhone 8 làm gì cả. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ so sánh để chứng minh vấn đề là không nên so sánh giữa hai cái chiếc điện thoại này. Rồi, đầu tiên thì mình phải nói tại sao hai chiếc điện thoại này chẳng nên so sánh với nhau, bởi vì sự khác biệt về thế hệ quá lớn. iPhone 8 nó ra mắt từ năm 2017, còn cái chiếc Galaxy A51 ra mắt sau tận 2 năm. Và sự khác biệt của công nghệ chỉ trong 1 năm đã là nhiều rồi, chứ đừng nói gì 2 năm như thế này. Thứ hai, iPhone 8 trong tầm này các bạn mua chỉ là một chiếc điện thoại cũ, còn A51 là chiếc điện thoại mới hoàn toàn. Mà iPhone 8 đây là một flagship, mà đã là flagship cũ này thì so sánh với A51 cũng khá là chênh lệch. Thế nhưng tại sao các bạn vẫn đòi? Tại vì nhiều người vẫn có nhu cầu phân vân nhất định. Đầu tiên thì chúng ta phải nói về giá. Hiện tại Galaxy A51 tại Hoàng Hà Mobile thì các bạn thấy là nếu các bạn không lấy quà, các bạn trừ đi những cái khuyến mại vân vân thì nó sẽ quanh phân khúc khoảng 6 triệu đồng. Chính hãng mới phương bóc, anh em mua yên tâm ở bên dưới phần mô tả mình để cho. Nhưng nếu các bạn mua iPhone 8 thì bây giờ là hàng cũ với có mức giá kiểu tầm tầm như thế này. Giống như kiểu là cái chiếc Galaxy A51 mới của nó thì đang còn giá cao. Nên mà chính vì cái vấn đề đấy, khi mà so sánh rủi ro khi các bạn mua hàng thì A51 vẫn đảm bảo hơn. Tùy cho anh em thôi, anh em đã có nguồn mua hoặc biết chỗ nào mua rồi thì các bạn sẽ tự quyết định nhá. Rồi, cái phần thiết kế các bạn sẽ nhìn đi, A51 trông to như tổ bố thằng ăn mày so với con iPhone 8 bé tẹo 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 này. Đặt lọt vào phát là iPhone 8 biến mất ngay trong cái chiếc điện thoại Galaxy A51. Đơn giản thôi, A51 chúng ta sẽ có cái màn hình lớn, cụ thể là 6.5 inch, con này chỉ 4.7 inch các bạn. Và rất có thể nó sẽ có một phiên bản tiếp theo gọi là iPhone 9 hay là SE2. Và màn hình của cái chiếc iPhone 8 này là màn hình IPS Retina. Nó có một số cái hay, ví dụ như là sẽ có 3D Touch khi mà các bạn ấn mạnh lên ấy, nó sẽ có những cái lực như thế này. Và cũng có cả phím Home ở đây cũng là 3D Touch luôn. Tuy nhiên thì hiện tại thì nhờ cái bạn Linh ở BMW xe dùng thì giữ gìn máy cẩn thận, bây giờ nó mất luôn cái Touch ID rồi, không hiểu tại sao luôn. Trong cái đấy A51 thì dụng cảm biến vân tay là trực tiếp ở bên trong màn hình luôn. Thế nhưng mà xét về cái tốc độ cũng như là độ tin cậy thì rõ ràng nó không bằng với lại cảm biến vân tay truyền thống như thế này. Màn hình của Galaxy A51 thì to hơn, rõ ràng là khi mà chúng ta xem phim chơi game sướng hơn. Đặc biệt các bạn nhìn đi, cái cằm ở bên dưới của A51 là gần như không tồn tại nếu mà so với lại iPhone 8. iPhone 8 cằm thì gầy, trán thì rô, A51 thì thoải mái, nhưng A51 sẽ có một cái mụn mọc ngay ở đây, nhưng các bạn nặn không bao giờ hết được. iPhone 8 chúng ta thì rõ ràng là một chiếc thoại chuyên để nghe gọi nhắn tin nếu mà chỉ đặt cạnh con A51 này. Chất lượng hiển thị màn hình thì khá là khó nói đấy, bởi vì đây là màn hình Super AMOLED đem lại màu đen sâu, giải trí xem phim chơi game tốt. Đặc biệt là với phiên bản Android này nó có sẵn là Dark Mode, tiết kiệm pin hơn. Cái chiếc iPhone 8 chúng ta thì màn hình bây giờ thì vẫn ngon, với cái trải nghiệm của mình thì nó không có gì để chê cả. Giải màu rộng và đặc biệt nữa là có hỗ trợ cái tính năng tru tâm. Thế nhưng mà khi mà ta xem phim chơi game thì nó vẫn thua thiệt hơn so với chiếc điện thoại đến từ Samsung. Những thứ mà iPhone 8 có thể nói là hơn A51, đầu tiên là nó khá nước. iPhone 8 sử dụng đó là tiêu chuẩn IP67, trong khi đấy A51 không có. Cấu hình thì hiện tại là nó đang sử dụng chúng ta một con chip Apple A11. Và rõ ràng đây là con chip mình vẫn đánh giá mạnh hơn là Exynos 9611 đang có trên Samsung. Nên các bạn chơi game thì chắc chắn là iPhone 8 vẫn sẽ nhìn hơn về vấn đề này. Cái nữa là iPhone 8 ta sẽ có dung lượng RAM thì không quá cao, nhưng mà về cơ bản đa nhiệm và khả năng mượt mà của nó so với thao tác thì A51 vẫn tốt hơn. Các bạn được xem review A51 mình đã chê con này dùng hàng ngày, Instagram có thứ còn bị giật, làm gì có cửa so với lại con iPhone 8 hiện tại mình đang sử dụng được. Camera thì iPhone 8 ta sẽ có một thông số, chỉ là một cái camera đơn giản. Ở đây có độ phân giải là 12 MP. Và ngoài ra nó sẽ cho chúng ta được cái camera selfie là 7 MP. So với con bên này là camera chính lên đến 48, ultra wide 12 vân vân. Và camera selfie của nó cũng độ phân giải lên đến 32MP. Thế nhưng cái thứ mà iPhone 8 làm tốt hơn đó là về khả năng quay phim, rất tốt so với lại Galaxy A51. Thu âm, chống rung, màu sắc đều tốt hơn A51. Nào A51 phải bật chế độ đó là siêu chống rung lên thì mới có thể chống rung tốt hơn so với iPhone 8 này. Và bên cạnh đấy nữa là cái phần mà khi chúng ta mà chụp ảnh thì iPhone 8 vẫn đem lại tốc độ nhanh, trung thực. Còn A51 thì trong những điều kiện thiếu sáng, độ chi tiết các thứ nó khử nhiễu hơi nhiều, kém hơn so với iPhone 8. Tổng thể lại thì A51 này là dành bạn nào thích cái camera góc rộng này, chụp macro này, thích màu da khi chụp ảnh xóa phông này, bởi vì iPhone 8 không có tính năng chụp ảnh xóa phông và selfie của nó đẹp. Còn iPhone 8 thì sẽ phù hợp với những người có những nhu cầu cơ bản nhất về camera như mình vừa nói. Nói về pin thì đây cũng là một cái điểm mạnh của Samsung rồi. Pin của nó là 4000, iPhone 8 chỉ có 10821, tức là chưa bằng 1/2. Và sản phẩm này có công nghệ sạc nhanh là 15W. Con này thì cũng có sạc nhanh 15W, nhưng các bạn phải là đi mua chứ không có sẵn. Được cái là có tích hợp công nghệ sạc không dây, còn A51 thì sẽ không có. Và hơn nữa là iPhone 8 của chúng ta thì sản phẩm của mọi người ấy thì sẽ không có hai SIM,
không có thể nhớ. Chúng ta chỉ có một SIM duy nhất và lựa chọn cái dung lượng bộ nhớ thôi. Còn cái A51 sẽ có tùy chọn ở bên ngoài. Thế nhưng mà có một cái hay là khi mà mình nghe nhạc thì cái iPhone 8 cho cái chất lượng âm thanh nghe hay hơn, chất lượng hơn, loa của nó hỗ trợ stereo. Còn cái chiếc Galaxy A51 thì mình vẫn đánh giá âm thanh nó sẽ kém hơn so với lại iPhone 8. Như thế là các bạn đủ hiểu rồi, khi mà so sánh giữa những cái công nghệ cách nhau tận 2-3 thế hệ với chất lượng tầm trung thôi, nhưng mà nó là Android, nó sử dụng rất nhiều cái mới. Và các bạn khi so sánh như vậy thì nó nói chung là chả có sự so sánh nào là công bằng cả. Như Messi ấy, so với lại Lingard đi, thì trong suốt năm 2019 vừa rồi, Messi cũng không ghi được bàn thắng nào tại Premier League cả. Nhưng vậy trình độ chỉ ngang Lingard mà thôi. Ở đâu Lingard hình như ghi được một bàn. Đấy, nên làm sao mà có thể là so sánh một cách công bằng được. Thế nên nếu các bạn chọn A51, các bạn thích một thiết kế mới, nhiều camera, nhiều chọn góc chụp, màn hình xem phim cho sướng, nó sẽ có cảm biến vân tay trong màn hình này, phần mềm tùy biến hay, tuyệt vời. Nhưng các bạn sẽ lựa chọn iPhone 8 bởi vì sao? Nhỏ gọn, nghe gọi nhắn tin cho nó nhanh, hiệu năng thì cực kỳ tốt, có sạc không dây, kháng nước, đấy. Thế thì tùy chọn mọi người thôi, nếu các bạn mà tìm máy cũ mua không thì cứ đè máy mới mà phang. Mình sẽ để link mô tả bên dưới. Và đấy lý do tại sao mình bảo là đừng có so sánh hai con này, chênh lệch lắm. So thế thì người ta chửi cho chết. Thế mà mình làm video này để các bạn vào chửi mấy cái thằng mà suốt ngày đòi so sánh hai con này đi. Và truy cập vào link bên dưới tại Hoàng Hà để mà mua sản phẩm mới nhá. A51 mà các bạn trừ đi quà tặng nhân dịp Tết này, Hoàng Hà rất nhiều khuyến mại để có mức giá tốt, hàng chính hãng mới hoàn toàn. iPhone 8 thì các bạn giàu thì bạn mua máy mới. Các bạn không giàu hoặc các bạn kể cả mà như mình thôi thì mua máy cũ canh quẩn phân khúc tầm khoảng 5-6 triệu đồng. Hẹn lại anh em trong các video sau. Chúc năm mới nha. Chúc các bạn năm mới sẽ có một cái bánh trưng fake như thế này. Mua về mà ăn. Ê Vân tự làm này à? Xịn phết nha. Vân có thể làm vợ anh được rồi đấy.